Ngon đúng không? Ngon thì đã không nuốt nhanh như thế rồi. Không ngon thì đã không nuốt nhanh như thế rồi. À, mẹ đừng có nhử em. Thank you.
sốt cá hồi ạ. Cùng với cả sữa mọi người nhé. Với cả rau và rau đậu Hà Lan ạ. Mình có rắc là phô mai ạ, rắc bột phô mai mọi người nhé. Mọi người nhìn nó rất là thơm ngon ạ. À, Lambo chào mọi người ạ. Lambo chào mọi người ạ. Lambo chúc mọi người ăn ngon miệng. Ôi độ nó ngon nghe đấy. À thế mâm mâm bạn lại đói rồi à? Nào chúng ta cùng đến với món mì. Đây mẹ cho Lambo nhìn này. Món mì spaghetti sốt cá hồi. À mâm nha. Rất là thơm ngon ạ. Ngon không? Ngon quá đi chứ nhỉ. Thêm nữa nào. Ngon, ngon quá, thơm quá. Ngon không? Ôi trông mặt bạn cảm nhận trông buồn cười chưa kìa. Ngon không? Phát biểu cảm nghĩ xem nào. Nó ngon không? Ngon đúng không? Ngon thì đã không nuốt nhanh như thế rồi. Không ngon thì đã không nuốt nhanh như thế rồi. À mẹ đừng có nhử em. Ngon thế nhỉ? À ngon quá mẹ ơi. Mọi người để chế biến cá hồi không tanh thì như video mình có làm là mình có ngâm. Trước khi chế biến là mình có ngâm cá hồi với cả sữa tươi không đường. Hoặc là mọi người có thể thay bằng cách khác là rửa với nước cốt chanh hoặc là giấm mọi người nhá. Thì cá hồi sẽ không tanh ạ. Măm 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 nào. Mọi người ơi, đừng quên ủng hộ mẹ Lambo bằng cách ấn like và đăng ký kênh của mẹ Lambo. Và mọi người có thắc mắc gì thì hãy comment ở phía dưới cho mẹ Lambo được biết nhé. Và cùng ấn chia sẻ cho các mẹ khác biết đến ạ. Bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Chúc mọi người ăn ngon miệng, bye bye.